Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Kia Morning ạ. Kia Morning phiên bản 2021 nhá. Phiên bản 21 này nó sẽ có hai phiên bản cho em lựa chọn, là phiên bản X-Line và phiên bản GT-Line nhá. Cũng như là em video này em sẽ giới thiệu cho anh em về tổng chi ngân bánh cho em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhá. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Morning bản X-Line phiên bản 2021 nhá. Với giá niêm yết nó đang là 439 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 429 triệu, tức là giảm giá cho anh em là 10 triệu tiền mặt và rất nhiều phần quà cho anh em đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Morning bản X-Line này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 504 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 477 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 495 triệu đấy ạ. Đó. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí khác mà em chưa tính vào nữa cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ là sẵn bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc rồi, trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua, tối thiểu là một năm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Morning bản GT-Line phiên bản 2021 ạ. Bản X-Line và bản GT-Line thì giá nó sẽ hoàn toàn giống nhau, đó chính là giá biết nó đang là 439 triệu ạ. Nó chỉ khác nhau về những chút về những option thôi ạ. Đó. Ngoài ra chiếc xe này thì chúng em đại lý chúng em thì có rất nhiều chương trình quà tặng phụ kiện cho anh em nhá. Hiện tại thì giá bán thì đại lý chúng em thì cũng bán cho em với giá đang là giống như bản X-Line, đó chính là giá bán thì đang là 429 triệu ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Morning bản GT-Line này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 504 triệu ạ. Đối như bản giống bản X-Line nhá. Và ở tỉnh cũng như vậy ạ, đang là 477 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 495 triệu nhá. Đấy là phần trả thẳng tổng lăn bánh ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá nó rơi vào tầm khoảng 150 triệu đến 180 triệu tùy từng tỉnh ạ. Đó. Còn tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội và ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là ở Hà Nội thuế sẽ 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sẽ 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ 10% và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đi ạ. Ok, vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng chi phí bánh cho toàn bộ dòng xe của Kia Morning và bản X-Line và bản GT-Line rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu về giá xe, tổng lăn bánh và review xe toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Suzuki, Mazda, hãy dừng những xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.